Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong những thông tin thời sự mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những tin nóng trong 24 giờ qua. Sáng ngày 3 tháng 4, lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng truy tìm phạm nhân Mai Văn Đệ, sinh năm 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, trốn khỏi trại giam. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa và trại giam số 5 đang huy động khoảng 400 chiến sĩ và nhiều lực lượng nghiệp vụ bao vây rừng xến Tam Quy rộng hơn 500 hectare thuộc địa bàn 3 xã Hà Tân, Hà Lĩnh và Hà Đông, huyện Hà Trung, cách trại giam chừng 50 km để truy tìm. Công an huyện Hà Trung đang xin ý kiến Công an tỉnh Thanh Hóa về việc dùng thiết bị bay không người lái để truy tìm, đồng thời thông báo người dân trên địa bàn biết và cảnh giác. Phạm nhân Mai Văn Đệ đã trốn khỏi trại giam số 5 thuộc Bộ Công an, đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, phạm nhân Mai Văn Đệ bị phạt tù giam vì tội đánh bạc, thời gian chấp hành án 24 tháng. Mai Văn Đệ bị bắt tháng 2 năm 2023, chấp hành án tại trại giam số 5 Bộ Công an, tháng 6 năm 2023, và bị quản chế tại phân trại số 2. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, khi đang trong thời gian lao động, phạm nhân Mai Văn Đệ đã trốn trại sau hơn 40 km bỏ trốn. Phạm nhân tìm vào nhà anh Nguyễn Văn Mạnh, 42 tuổi, tài xế taxi. Anh Mạnh kể, gần 18 giờ đang chạy thể dục ngoài đường thì vợ báo có khách đến thuê chở đi Hà Nội. Tức là hôm qua vào hồi là khoảng độ 18 giờ 05 phút. Tôi đang chạy thể dục đi bộ ở khu vực gần thôn Hưng Phát của xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thì được vợ tôi gọi điện về là nhà là chở khách đi Hà Nội. Thế bản thân tôi về đến nhà thì thấy một cái thanh niên, em là thanh niên là mặc quần sọc, áo xanh, là nói với tôi là chở em ra Hà Nội, là có nhà là có công việc là gấp, có người nhà mất, em lái xe ở gần đây. Thì biết được thông tin anh chạy taxi đây, em hỏi người dân đây thì về là chở em ra Hà Nội có việc gấp. Thế thì với bản năng của taxi của tôi nhìn qua đối tượng đấy thì thấy đối tượng là vết chân là xước, là có vết máu. Thì vào nhà tôi có đi là nghe con gái tôi kể là có đi rửa chân, là trong chân là vết xước có vết máu. Nhìn đối tượng là ăn mặc cũng sộc sịch mà nó cũng không bình thường. Thế bản năng làm nghề taxi của tôi thì trong thời gian tôi biết đối tượng này có khả năng đối tượng này là không có tiền. Thế tôi chạy được một đoạn vào cây xăng Hà Đông của thôn Hưng Phát á, cách nhà tôi là khoảng độ là gần một cây số. Thế tôi vào đổ xăng. Lúc đấy là bản thân tôi là chạy thể dục nên tôi có mặc quần áo xanh, là cũng là một con đùi. Tên được nhân viên cây xăng nhìn qua tôi là nghĩ là tôi là đối tượng chạy trốn. Đấy, nhầm tôi là đối tượng chạy trốn thì có báo công an. Nhưng mà sau đó anh nhân viên cây xăng là có nhìn vào, đi lượn lại nhìn vào xe tôi thì thấy đối tượng đúng như đối tượng là công an, là báo với nhân viên cây xăng là mặc quần xanh, áo sọc kẻ, đang lấy truy nã. Thì phải bảo tôi là anh đang chở đối tượng là truy nã đấy, anh phải cẩn thận và công an nó vây bắt. Thì tôi với lúc đó là anh, tôi không biết là thôi, anh chỉ cách đi lấn vào chỗ đó, vào nhà vệ sinh kéo thời gian để công an là đến bắt. Thì đối tượng là nghi ngờ, có thể là tôi hoặc nhân viên cây xăng là hô hào dân ở đấy bắt, và là công an nó vây bắt. Được một lúc sau là nó lấy xe taxi của tôi là chạy ngược lên đường 27 về phía của xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Lúc ấy tôi là cuống lên, nó có báo là công an xã Hà Đông và đường dây nóng của công an tỉnh. Thì lúc sau này lực lượng công an có đến là làm việc với tôi và thông báo với tôi là đối tượng đã bỏ lại xe tôi ở khu vực xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Thì trong lúc làm việc thì mọi sự việc xảy ra thì có như vậy. Sau sự việc xảy ra là tôi, bản thân tôi rất là run, vì tôi mới nghĩ là đối tượng là lang bạc hay là chơi bời thôi, chứ không, tôi không nghĩ là đây là một đối tượng là chạy trốn, đối tượng là đang lệnh truy nã. Nên bản thân tôi rất là run. Có thể lúc đấy là công an phải bắt ra như thế nào đó, là có thể đối tượng là có sẵn đồ, có thể là bắt tôi làm con tin hoặc là chở tôi đi xa đó đi đêm hôm. Thì tôi rất là sợ. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn sợ. Đấy, bản thân tôi là sự việc xảy ra này, tôi cảm thấy là mình rất là may mắn. Đấy, rất là may mắn là được nhân viên cái xăng báo, lực lượng công an rất là nhanh kịp thời để báo tôi là đến bây giờ là tôi và phương tiện của tôi là an toàn. Tôi rất là may mắn. Anh cho hỏi là anh lái xe được bao nhiêu năm kinh nghiệm? Tôi lái xe là năm 2003, tính là năm nay là
trên chục năm này, lái xe taxi này. Anh Nguyễn Văn Mạnh. Dạ, Nguyễn Văn Mạnh. Anh sinh năm mấy ạ? Mình sinh năm 1982. Ở đây là thôn gì ạ? Đây thôn Hưng Phát của xã Hà Đông. À, anh có thể kể thêm một chút về ngoài cái đặc điểm nhận dạng của cái vi phạm bỏ trốn như anh miêu tả lúc nãy là áo xanh quần sót như thế, thì cái bộ dạng của nó có vẻ mệt mỏi hay là... Đúng rồi, đối tượng là có vẻ mệt mỏi lắm, trông người trông có thể là trốn chạy rồi lo sợ, rồi bị người dân phát hiện vào nhà tôi là cứ lén lút, tôi nhìn là cứ kiểu là lén lút nói chuyện không được thoải mái. Người cao gầy, đấy, cao gầy mà người có vẻ sức khỏe là tinh thần là cũng không được đảm bảo lắm, người giảm người là sức khỏe là có vẻ làm sút lắm, nên là tôi cũng có nghi ngờ đối tượng này không bình thường, nên là mục đích tôi vào cái xăng đổ xăng là có thể là hỏi tiền xem có tiền không, hoặc là nếu người nhà theo bản năng của tôi là phải có người nhà chuyển tiền thì tôi lại mới tiếp tục hành trình để chở đối tượng tiếp, còn không đối tượng không có tiền thì khả năng tôi cũng không chở được xa đâu. Đấy, theo bình thường là tôi nghĩ như vậy. Trên đường đi thì trong quãng đường như thế thì anh ta có đe dọa hay là có cái hành động gì bất thường khác không? Không, đối tượng không có gì hết, chỉ chở một là chở đối tượng chỉ nói là một là chở em ra ngoài đầu đường bắt xe khách, hoặc là anh chở em ra ngã tư Xuân Mai Hà Nội, có thế thôi. Vì thời gian quãng đường có không đến một cây số thì không nói chuyện gì nhiều. Có ngả giá tiền không? Đối tượng không ngả giá, vì xe taxi của tên Mai Linh của tôi thường là có đồng hồ, đối tượng không ngả giá gì cả, cứ im để bảo chở đi như vậy thôi. Thì sau này tôi biết thông tin là đối tượng là bắt một taxi gọi là taxi mà taxi dù đấy, từ chạy Nam Yên Định về đến đây, thì nghe thông tin biết lộ thông tin đi xuống khu vực của xã Hà Đông đấy, đến vào nó lang thang khu vực, thì thấy xe taxi của tôi ở ngoài cổng rồi nó vào hỏi thăm đấy, chỉ có như vậy thôi. Còn là cái thông tin mà biết được, tôi nghĩ là nếu mà thông tin của họ mọi người biết được, công an biết được ở Hà Đông là khả năng là có xe taxi dù kia cung cấp để báo công an, thì nó đang lang thang khu Hà Đông thì báo cho người dân để biết thì người ta cung cấp thông tin tôi, thì trong đó có nhân anh nhân viên cái xăng đã cung cấp cho tôi, đã báo kịp thời với tôi đấy, như vậy có thông vậy. Khi mà anh lần đầu tiên lên tiếp xúc với lại đối tượng này thì anh có biết đây là phạm nhân trốn trại không? Không, mình chỉ nghĩ là đây là một, có thể là đối tượng nhìn thấy nhận dạng rồi sớt chân tay như vậy, người gầy gộc và phạc, mình biết đâu là mình đối tượng là nghiện hoặc là đánh bạc hay là có một vấn đề gì đó, chứ tôi không nghĩ là đây là một đối tượng trốn trại. Thật ra mình bước đầu là cũng nghĩ là như vậy, mình chỉ nghĩ là đối tượng chưa chắc là có tiền thì mình có vào cái xăng đổ xăng mục đích là hỏi tiền trước, hoặc là người nhà bán tiền trước thì mình mới di chuyển. Cái sau này mình bắt đầu anh nhân viên cái xăng là cung cấp thông tin tôi biết được là chính xác là đối tượng trốn trại. Còn đối tượng lên xe của tôi là ngồi ghế sau đấy, ngồi xe đường sau ghế lái đấy, ngồi ghế sau đường sau ghế lái là như vậy. Vì lúc đấy thì mình nhân viên cái xăng báo mà tôi hô hoán được là mà dân ở đấy rất là đông, có bắt được thì họ mà lúc đấy tinh thần của tôi hoảng loạn là không kịp thời nghĩ ra vấn đề gì cả. Thì nghĩ sao là mình lấn gì để có thời gian câu dài thời gian, nếu đối tượng ngồi trên xe đã chờ công an đến nó bắt, vì nhân viên cái xăng báo là công an đang gần đến đây rồi, nên là với tôi với chủ quan là không hô hoán gì cả đấy, nó có thời gian là kịp thời lấy xe tôi để chạy. Chứ sau anh đến cái xe đó thì cái xe của anh có mất mát tài sản hay có hư hỏng gì? Tôi chưa đến lên xe mà có công an hoặc là làm việc người báo. Hiện tại trên xe của tôi thì có đầy đủ đồ dùng cá nhân, trong xe của tôi là có một điện thoại, điện thoại cái thông minh thì tôi cầm, nhưng mà điện thoại là Nokia 2 sim 2 sóng, cộng với số tiền trong ví của tôi, số tiền của tôi là khoảng độ gần 800.000 mà đối tượng là lấy và lấy mất với một cùng với điện thoại. Hiện tại công an người ta đang đưa xe tôi về công an huyện Hà Trung, tôi không lên hiện trường vì công an đang làm việc rồi, người ta làm hiện trường rồi mình họ người ta cũng về thôi, người ta đưa xe mình về huyện thôi, chứ không tôi yên tâm về vấn đề nên tôi không lên xe làm gì nữa, tôi về nhà thôi. Từ chiều ngày 2 tháng 4, ngay khi phát hiện Mai Văn Đệ bỏ trốn, nhà chức trách tại Thanh Hóa đồng loạt phát cảnh báo về đặc điểm nhận dạng và đề nghị người dân thận trọng khi ra đường để đảm bảo an toàn. Người dân có thông tin về phạm nhân Mai Văn Đệ đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa theo số điện thoại 02373 858 252 hoặc 0366 695 588 và công an địa phương nơi gần nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng cập nhật mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong video cập nhật tiếp theo.